Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về phát tâm ăn chay cho đỡ nghèo, đỡ nghiệp. Tuyết Già chia sẻ cái chủ đề này để tất cả chúng ta ai cũng thoát khỏi cái chữ nghèo và đỡ nghèo, và thoát khỏi cái chữ nghiệp cho nó đỡ nghiệp. Chứ thật ra là cũng không có thể nào mà mình thoát sạch được, nó chỉ đỡ một phần nào thôi các bạn. Nhưng mà nói chung là có còn hơn không. Tuyết Già có niềm vui gì là sẵn sàng chia sẻ hết để cũng như là các bạn cùng với Tuyết Già để được cũng như là mình vui chung. Tại vì hồi xưa tới giờ các bạn có biết không, từ hồi lúc trẻ mà cho đến bây giờ là cũng như là 60 năm cuộc đời rồi mà Tuyết Già xài bóp á, chưa bao giờ mà Tuyết Già trụ được cái đồng tiền mà nó trụ được ở trong bóp lâu hết đó các bạn. Tức là nó sẽ nằm ở trong bóp và nó đi ra hoài luôn, có khi thì được dài hôm, có khi thì chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì người ta nói cũng đúng, tiền là bạc rồi mình làm cũng không có đủ sống rồi đó các bạn, rồi làm sao mà mình để được dành tiền trong bóp. Rồi Tuyết Già thấy như vậy á, sao mà cứ cái nghèo mà nó đeo theo mình hoài, không bao giờ tiền nó trụ lại trong bóp, thì Tuyết Già mới bắt đầu phát tâm ăn chay. Ăn chay và niệm Phật và trì chú Đại Bi. Thì bắt đầu cái năm nay á, các bạn mới biết, các bạn biết không, cái năm nay á, tiền nó mới chịu trụ lại trong bóp. Chứ không thôi là cứ mỗi lần mà Tết tới á, các bạn biết không, mùa xuân sắp tới thì á, cái ngày Tết á, ai cũng cần tiền đúng không các bạn. Mình phải có tiền trong bóp, mình trả tiền điện nước, tiền ga, tiền tất cả, rồi dư lại mình còn tiền cũng như là cũng như là cúng ông bà rồi đó các bạn, tổ tiên rồi đó các bạn, tất cả những gì mình rất là cần. Rồi những bạn mà còn trẻ nè thì cần tiền để lâu cũng như là sắm quần áo cho con mình nữa đúng không các bạn. Nói nhiều lúc Tuyết Già ngày Tết đó, Tuyết Già nhớ hoài không có đủ tiền mà để giống như mua những cái quần áo đẹp cho con mình nữa, rất là buồn. Cho nên Tuyết Già chia sẻ để các bạn giống như là có hoàn cảnh giống như Tuyết Già gì nè, mà chưa bao giờ mà trụ được cái đồng tiền ở trong bóp mà nó chịu nằm lại với mình, thì bây giờ phát tâm ăn chay cho nó đỡ nghèo đó các bạn. Mà thiệt, nó đỡ thiệt các bạn ơi, mà mình hết hồn giật mình luôn. Tại vì chưa bao giờ mà mình thấy cũng như là cái đồng tiền mà nó chịu ở lại, khi mình thấy ở lại rồi thì mình cảm thấy giống như là mình mừng lắm. Đây là lần đầu tiên nha các bạn, Tuyết Già chia sẻ thật sự luôn. Tại vì trong bóp của Tuyết Già thì lúc nào cũng có tiền mà nó không có chịu ở lại như cái năm nay. Mà cái năm nay á thì bắt đầu nó mới chịu ở lại trong cái bóp nè các bạn. Tuyết Già chia sẻ nhiều lúc Tuyết Già phải nói là khổ mà đến nỗi bán bóp luôn á lúc trước á các bạn. Thì năm nay á, Tuyết Già chia sẻ với các bạn như thế này nè đó. Thì mặc dù là cái số tiền nó không có lớn lao, nó cũng cũng như là vài ngàn đô thôi, cũng như là vài chục tờ tiền Nhật thôi, nhưng mà dù sao đi nữa các bạn biết không, thì nó cũng giống như nó chịu ở lại trong cái bóp mình là mình mừng rồi đúng không các bạn. Thì coi như hồi xưa đó là cũng như là một tờ như thế này đó, các bạn có biết rằng nó không chịu ở lại trong bóp luôn, nó cứ đi ra hoài luôn. Chỉ cần một tờ thôi mà nó không có chịu mà cũng như là trụ trong cái bóp của mình luôn. Nửa tờ nó còn chưa chịu trụ nữa, nhưng mà hôm nay bất ngờ luôn thì trong cái bóp mình đó là bắt đầu nó mới chịu trụ tiền trong bóp, tức là nó chịu ở lại với mình. Tại vì tiền nó rất là bạc, nó cứ đi hoài, nó không có chân, không có cánh, mà Tuyết Già không hiểu sao mà nó đi. Cho nên năm nay Tuyết Già vui quá, cho nên Tuyết Già chia sẻ để các bạn nào cùng có hoàn cảnh mà khổ đau nghèo khổ như Tuyết Già, thì các bạn giống như phát tâm nè, ăn chay nè, rồi niệm Phật làm lành này sanh phước, thì cái đồng tiền nó mới chịu trụ lại ở nơi cũng như là cái bóp của mình. Cái bóp của mình mà không có tiền thì nó rất là buồn. Dù cho người tu hay không tu đi nữa thì mình cũng phải cần có một chút đồng ngân để mình trang trải cái cuộc sống, cái kế sinh nhai hàng ngày của mình đúng không các bạn. Chứ bây giờ mình giống như mình nói mình tu mà mình không cần tiền cũng không đúng. Tại vì không có tiền là không có giải quyết được cái bao tử nữa, nó rất là khó khăn mà nó khổ sở. Nhưng mà Tuyết Già không ngờ luôn, bất ngờ luôn, mà nói chung là từ hồi nhỏ tới lớn luôn á, cho nên Tuyết Già mới chia sẻ
Đây là chia sẻ cho những người nào có hoàn cảnh giống như Tiết Già thôi, tức là những người đã từng nghèo, từng khổ, từng không có tiền trụ trong bóp. Chứ đây đối với người giàu, các bạn biết sao không? Người ta chỉ cần vô ăn nhà hàng thôi là người ta cũng ăn giống như là bò gì đó, bò đắt vàng, bò gì đó người ta cũng hả? Nhiêu đây chưa chắc là đủ đâu, đúng không các bạn? Nhiêu đây nó chỉ có vài ngàn đô thôi làm sao đủ. Mà Tiết Già rất là mừng. Trong cái năm nay á, coi như là ha, cái mùa xuân sắp tới cũng như là cái Tết này á, các bạn biết không, là lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình được trụ tiền như thế này, mừng lắm các bạn ơi. Nên Tiết Già chia sẻ đây cũng là cái sự mà gọi là giống như mình ăn chay mà niệm Phật, mình tu tập để mình sanh được cái phước, để mình đỡ được cái nghiệp đi theo mình. Cái nghiệp đó mà mình ăn thịt động vật đó, các bạn có biết không, là nó bệnh tật đủ thứ hết luôn. Mà đây là người thật, việc thật luôn. Tại sao mà các bạn nhìn thấy Tiết Già là trên khuôn mặt có phải là bên má một bên á, một bên nó rất là cao, một bên nó rất là thấp không? Cũng như một bên cao bên thấp, các bạn nhìn kỹ không có đều, là lý do nó có một khối u trong này ngày xưa lâu lắm rồi các bạn. Cũng như hồi cái thời mà còn ăn thịt động vật á, cho nên nó khối u lành tính, thì bác sĩ mổ ra để lấy cái khối u ra. Thì Tiết Già may quá, chắc cũng nhờ cái sự mà gọi là cũng như là mình ăn hiền ở lành đó các bạn. Chứ nếu như mà ác tính đó, là coi như mình hả không còn ngồi đến ngày hôm nay. Cho nên Tiết Già chia sẻ thì từ chỗ đó đó, mình làm tiền bao nhiêu đi nữa mình cũng hả tốn tiền bệnh viện là đi bác sĩ nè. Thì đây á, là coi như về tâm linh Phật Pháp á, thì nói rằng mình á, ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ len lỏi vô, cũng như thân thể mình là tạo những cái khối u giận dữ như vậy, để cũng như là hả cái sự mà trả thù của chúng sanh mà làm cho mình ra tiền, không bao giờ mình trụ tiền được luôn các bạn. Mỗi lần mà Tết tới á, các bạn biết không, Tiết Già hả cũng như là buồn lắm. Có khi không có đủ tiền mà để hả cũng như là mua những cái thức ăn mà cho con cái trong gia đình mình ăn luôn. Nó Tiết Già hả đi mua những cái củ cải mà nó rẻ tiền á các bạn, rồi mình kho. Thì cái thời gian đó mình ăn mặn cũng như ăn chay luôn, tại vì mình đâu có tiền đâu mà mình mua những cái thức ăn mà ngon đó. Lâu lâu mình mới được cũng như là có được miếng thịt, miếng cá ngon. Mà Tiết Già suy nghĩ kỹ rồi, mình ăn như vậy á, mà cũng như là mình nghèo mà mình không có tiền để mình ăn mỗi ngày, mà lâu lâu mình ăn có miếng thịt miếng cá vậy thôi, vì mình ăn chi có miếng thịt miếng cá. Cho nên Tiết Già tự mà suy nghĩ như vậy, mà Tiết Già phát tâm ăn chay trường luôn. Chứ ăn mà ăn có miếng thịt miếng cá mà nó cũng mang cái tiếng gọi là không được ăn chay, nó không được ăn chay trường. Cho nên ha, nhanh chóng mà coi như là ha buông bỏ tất cả đi ăn chay trường. Thì Tiết Già nghĩ rằng ăn chay trường á, thì Tiết Già học theo cái con đường Phật Pháp, con đường tâm linh á, thì mình ăn chay á là coi như là mình hả giống như là không có cũng như là không có trực tiếp mà giống như là giết mổ những cái con vật như con cá nè, con gà, tất cả những gì không sát sanh hại vật. Đó, thì dần dần á, thì mình có một cái sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt á, thì coi như mình không có bị ra tiền. Mà hơn nữa, từ ngày Tiết Già ăn chay tới giờ á, các bạn có biết rằng không, không có cần suy nghĩ gì hết luôn. Tại vì đi chợ á, thì chỉ mua có mấy miếng đậu hũ rồi nấm rồi xong rồi rau cái đi về luôn, không có cần coi cái sự tính tiền là bao nhiêu. Tự nhiên nó rất là rẻ luôn các bạn, rẻ lắm luôn. Tại vì hả đậu hũ với rau với hả nấm đâu có nhiều đâu. Rồi xong á, rồi hả rồi bắt đầu hả từ 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 vậy. Cái đó cuối năm á, cái Tiết Già trả hết những cái tiền cũng như là những cái khoản chi phí á của mình. Thì thường thường á, cuối năm ai cũng phải thanh toán tất cả những chi phí để còn lại cái số tiền mà gọi là chút đỉnh mà gọi là ăn Tết, đúng không các bạn? Mà không có một cái năm nào mà được ăn Tết hết các bạn ơi, nó khổ dễ sợ luôn á. Cho nên hả kỳ này á, công nhận là hả Tiết Già ăn Tết rất là vui vẻ. Mặc dù hả cái số tiền này so với người giàu á thì không có là cái gì hết, nhưng mà đối với người nghèo mà ngày Tết á, mùa xuân sắp tới á, coi như là một mùa xuân được trọn vẹn, một cái Tết ấm no hạnh phúc,
một cái bóp mà gọi là giống như là một cái bóp mà đầy tiền á các bạn, cái bóp mà không bao giờ mà cũng như là chưa bao giờ mà nhìn thấy cái bóp mà được cũng như trụ tiền được á, tiền nó chịu ở lại với mình á. Nhiều khi á mình mở cái bóp ra mình buồn lắm các bạn ơi, toàn là tiền lẻ với bạc cắt không à. Rồi đi chợ phải suy nghĩ nữa, các bạn có biết rằng đi mua thức ăn cũng phải suy nghĩ, tính toán coi như là miếng thịt miếng cá đó là bao nhiêu, rồi xong rồi ra tính tiền một lần á là giống như là khoảng độ khoảng 50-60 đô là cả triệu tiền Việt đó các bạn, triệu 2 triệu luôn cũng có. Tại vì bên đây mình mua thức ăn mình ăn cả tuần hay cả 3-4 ngày đó các bạn, cho nên các bạn biết không, cái tiền không bao giờ mà nó chịu ở lại đó. Cho nên từ ngày ăn chay tới giờ bắt đầu cái không cần suy nghĩ hết, buông thả lỏng luôn. Mà cũng cần phải tính toán gì nữa, tại vì ăn chay nó cũng rẻ đó các bạn. Cho nên tự nhiên cái bây giờ mình dần dần mình bỏ tiền vô bóp mình tích cóp, tiền mình tiết kiệm, không ngờ tới hồi cuối năm mình mở ra mấy ngàn đô luôn, quá mừng luôn. Tại vì mấy ngàn đô đối với Tiết Già là Tiết Già chưa bao giờ để dành được hết thật sự luôn các bạn. Tại vì Tiết Già cứ bệnh tật triền miên mà bệnh vậy đó các bạn, bệnh không có đáng gì hết, bệnh cũng như là tốn tiền vậy thôi. Cho nên khi mà mình nuôi cái thân của mình thì bằng cái chân chánh thì mình độ được cái thân đó. Nếu như mình nuôi những cái mà giống như là ăn thịt động vật đó, rồi mình cái thân này nó sẽ mau hủy hoại, nó bệnh tật giống như là gan thận, tất cả cái những gì mà bệnh mình còn khổ nữa các bạn ơi. Rồi mình bệnh mình không có tiền nữa, rồi mình phải đi mượn nợ đúng không các bạn, rồi cuối năm là mình phải trả nợ cho người ta đó. Cho nên mình nuôi cái mạng của mình cũng bằng một cái nghề chân chính luôn, tức là mình cũng không có sát sanh hại vật nữa đó. Rồi mình phát tâm mình ăn chay để cũng như là mình đỡ được cái nghèo, mà không ngờ là mình đỡ thiệt các bạn, đỡ nghèo dễ sợ luôn. Và từ đây sắp tới Tiết Già sẽ cũng như là không bao giờ dám ăn thịt động vật nữa, và Tiết Già sẽ ăn chay trường luôn. Tại vì không phải là mình cần cũng như là tiền để sống hay là cần giàu sang gì hết, nhưng mà khi mình đến mặt trần gian này thì con người ai cũng giống như phải có cái sự sống mới sống được đúng không các bạn. Thì dù cho mình có tu hay không tu đi nữa thì mình cũng phải có cái sự cũng như đồng ngân mình sống, để cho mình đừng có phải nợ nần chồng chất nè. Rồi gia đình mình nó cũng không có hạnh phúc nữa, ngày Tết không có tiền mà mua cho con mình cái quần cái áo, rồi tiền học tiền hành đủ thứ hết. Cho nên vì cái lý do đó mà người nghèo á các bạn có biết không, cái đồng tiền nó khó trụ lại mà cái bóp dữ lắm luôn. Cho nên chỉ có cái cách là ăn chay, phát tâm mà ăn chay như thế này á, là để tiết kiệm được cái số tiền của ăn thịt đó các bạn thấy không. Là mình giống như mình tiết kiệm một lần là 50 đô đi, thì 10 lần là 500 đô, mà 100 lần là 5.000 đô đó các bạn biết không. Thì người ta nói là nhịn thuốc mà mua trâu, mà nhịn trầu mua đất luôn đó các bạn ơi. Chắc có lẽ là nếu mình không ăn thịt động vật nữa thì dần dần cùng mình cũng mua đất. Tại vì mình nhịn coi 50 đô, 10 lần 500 đô, thì 100 lần nó 5.000 đô, mà 1.000 lần thì coi như là nó 50.000 đô, nó dần dần nó nhân lên đó các bạn. Rồi lúc đó mình sẽ có 100.000 đô luôn đúng không các bạn. Thì cái sở hữu đất đai là nó sắp tới rồi đó đúng không các bạn. Mình dần dần là mình có tiền tích cóp đó. Tiết Già thấy hay quá cho nên Tiết Già mới mới chia sẻ để các bạn cũng như là khổ đau nè, nghèo khổ giống như Tiết Già vậy nè, cái mình phát tâm mình ăn chay đi là mình sẽ có cái tiền mà nó dư được các bạn đó. Hôm nay Tiết Già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn nào có hoàn cảnh như Tiết Già đều là đỡ nghèo đỡ nghiệp hết luôn đó. Tại vì mình ăn chay mình sanh phước nó cũng đỡ được cái nghiệp đó các bạn. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.